Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn phụ kiện dựng cần, cụ thể hơn là dựng cần 3 khúc. Đang chuyên dụng dựng cần 3 khúc. Các bạn có thể dựng cần 2 khúc, Hải Đăng cũng có thể vẫn dựng, nhưng mà chủ yếu là dựng 3 khúc vì Hải Đăng ở ngoài này câu lục nhiều, ngoài miền Bắc câu lục nhiều nên là Hải Đăng chuyên 3 khúc. Đây. Chỉ và bát, khoen và mút để dựng cần là 3 khúc đấy bạn. Đây, chi tiết Hải Đăng sẽ review chi tiết từng sản phẩm một. Đây là bit đít cần của chuyên dụng cho gần 3 khúc các bạn. Đây, bạn. Đây là vòng kim loại đo đường kính của cái đít này là đường kính 20 các bạn nhé. Đấy, đường kính của mút đây là mút 23 các bạn, đường kính một đầu 23 rồi 24, một đầu 23 một đầu 24. Chỉ thì Hải đang có một 11 màu. Màu trắng này, màu trắng, màu xanh này, màu xanh xanh. Màu trắng này thì phải bọc trong túi ni lông để phòng nó bẩn. Màu trắng nó bẩn lắm ạ, dễ bắt bụi. Màu xanh kim tuyến, màu vàng kim tuyến, đỏ màu tím, hồng màu vàng. Đấy. Tất cả màu. Đây là bát Fuji NS7 đây bạn. Fuji các bạn. Size NS7 các bạn nhé. Fujipad NS7 dùng cần 3 khúc. Đang vừa về một lô đủ cho bạn nào có nhu cầu dựng cần. Các bạn chế lại cần hoặc là sửa cần thì đang cũng có đầy đủ phụ kiện, keo thì về sau. Đây là khoen, khoen màu lòng khói cũng Fuji các bạn nhé. Bạn này nhìn chữ Fuji này, đang sẽ cận cảnh lại cho bạn nhìn. Đấy, bạn nhìn đầu alo còn bộ nó luôn. Đấy. Bạn nhìn chữ Fuji đấy. Rồi, dưới khoen lấy khoen to này các bạn dễ nhìn này. Đấy. Khoen này rất đẹp, đang quay cụ thể các bạn là đây chân khoen các bạn. Đấy, chân khoen này. Đây là khoen to nhất đấy. Đầu ba lô này cũng là to nhất các bạn này. Các bạn đợi Hải Đăng này để cắt cái để kéo các cái đá ra để đo đường kính của cái đá của đầu ba lô các bạn xem. Đây. Đá này đường kính đá này to các bạn. Tầm 6 ly đấy các bạn. Các bạn chơi qua tất cả các loại vòng thoát cước, thoát dù luôn. Do lại các bạn. Đang ướm chừng 6 ly nhưng mà nó chắc là hơn đấy các bạn. 5 6 7 ly rưỡi các bạn. Khá là to. Đây, đang đặt chuyên dụng cho câu lục các bạn, câu dù thì nó vẫn thoát cước bình thường, thoát dù bình thường. Đây các bạn nhá, đo chính xác các bạn nhìn này. Đấy, 7 ly rưỡi đấy. Bạn chơi thoải mái. Quen thứ hai đây. Đây quen thứ hai đây các bạn. Nhìn nhau một chút. Là 8 ly. Ok rồi. Quen thứ ba.
Nói chung là rất thoát cước các bạn, thoát cước và thoát dù 11 các bạn nhé. Em thứ tư cả đầu alo thì xuống đấy là 10, đây là 14. Tiếp đến các bạn là đi 18 đấy các bạn. Đấy, 18 quen to nhất các bạn. Đấy. Đường kính đá quả quen to nhất là 25 các bạn nhé. Quá khá là thoát. Về dòng cần 3 khúc thì dựng khoe này càng thoát. Đấy, các bạn, đặc biệt là các bạn câu câu dù yêu cầu độ thoát không cả. Quay một lượt cho các bạn xem. Vừa rồi Hải đang giới thiệu các bạn phụ kiện thay thế và sửa chữa cần 3 khúc. Hải đang Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing.